giải xổ số độc đắc 73,2 tỷ đồng tìm thấy chủ nhân. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân 10%, chủ nhân tấm vé số sẽ nhận về khoảng 66 tỷ đồng. Giải độc đắc của loại hình xổ số tự chọn Mega 6 trên 45 trị giá 73,2 tỷ đồng vừa tìm thấy chủ nhân may mắn. Theo đó, tấm vé trúng thưởng có giải số 0304273-24043 được phát hành tại một điểm bán thuộc phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh. Đây là lần đầu tiên một giải jackpot của Vietlott xuất hiện tại Bắc Ninh kể từ cuối năm 2018, thời điểm loại hình xổ số bắt đầu có mặt. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân 10%, người may mắn sẽ nhận về khoảng 66 tỷ đồng. Cá nhân trúng thưởng có 60 ngày để làm thủ tục lĩnh giải kể từ ngày công bố. Giải thưởng sẽ không còn giá trị và tiền thưởng được sum vào hạng mục doanh thu khác của Vietlott nếu quá thời hạn trên. Ngoài tấm vé trúng jackpot, kỳ quay ngày 13 tháng 11 còn ghi nhận 34 người đoạt giải nhất trị giá 10 triệu đồng, 1.655 người đoạt giải nhì trị giá 300.000 đồng và 29.161 người đoạt giải ba trị giá 30.000 đồng. Tổng giá trị trao thưởng khoảng 75 tỷ đồng. Lần gần nhất xổ số tự chọn Mega 4 trên 45 xuất hiện chủ nhân jackpot là vào kỳ quay ngày 18 tháng 9 với giá trị 43,3 tỷ đồng. Đây là vé Vietlott được mua qua kênh ứng dụng SOS có giá trị lớn thứ hai. Trước đó, vé lớn nhất từ trước đến nay lên tới 66,8 tỷ đồng thuộc về một thuê bao của nhà mạng Mobifone vào kỳ quay hồi đầu tháng 7. Vé trúng thưởng có giá trị lớn ba khoảng 36,5 tỷ đồng thuộc về một thuê bao cũng của nhà mạng Viettel. Nam Định trụ hạng, Hà Nội FC vô địch V-League 2022. Nam Định chính thức trụ hạng sớm một vòng đấu, trong khi Hà Nội trở thành nhà vô địch V-League 2022 sau chiến thắng cách biệt Hà Tĩnh ở vòng 25. Chiều ngày 13 tháng 11, Nam Định tiếp đón đội cuối bảng Sài Gòn FC trên sân Thiên Trường với quyết tâm có một chiến thắng để giành quyền trụ hạng sớm một vòng đấu. Về phía đội khách, họ cần chọn 3 điểm để có cơ hội ở lại với giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Dù điều này là vô cùng khó khăn trước một chủ nhà đang rất quyết tâm, trận đấu diễn ra sôi nổi ngay ở những phút đầu tiên. Về thứ 30, Cao Dân truyền tung cú sút xa uy lực, bóng ăn tra má ngoài và bay dọc xà ngang khung thành của Nam Định. 3 phút sau, đội chủ nhà có pha đáp trả. Đinh Viết Tú thoát xuống bên cánh trái rồi tạt bóng thuận lợi vào khu vực cấm địa và Rodrigo đã đánh đầu hụt. Hết sức đáng tiếc trong tình huống này. Tới phút thứ 10, cục dọc đã cứu cho Nam Định khỏi bàn thua trông thấy sau pha dứt điểm của Matheus Vieira từ một tình huống phạt góc. Thi đấu hay hơn đối thủ, Nam Định có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 24, xuất phát từ quả ném biên mạnh của Xuân Tân bên cánh phải. Rodrigo đánh đầu chiến thuật ra sâu cho Mansaray và tiền đạo người Mỹ nhả lại bóng dự vặn cho Rodrigo dứt điểm gọn gàng, mang về lợi thế cho đội chủ nhà. 2 phút sau khi có được bàn thắng mở tỷ số, Nam Định có cơ hội tốt để sớm gia tăng cách biệt. Rodrigo có thừa không gian lẫn thời gian nhưng đáng tiếc pha dứt điểm sau đó của cầu thủ này không đủ khó để đánh bại thủ môn Văn Phong. Tới phút 43, tỷ số đã là 2-0 cho chủ nhà Nam Định. Cú đá của Mansaray từ ngoài vạch 16m50 đã trúng vào tay Dân Triền và trọng tài đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m. Rodrigo lãnh trách nhiệm sút phạt đền và không mắc một sai lầm nào. Một phút sau, tỷ số đã được nâng lên 3-0 cho đội chủ nhà. Vẫn là Rodrigo bứt phá chích bên cánh trái đón bóng được chuyền dài từ đồng đội rồi dứt điểm quyết đoán hạ cục thủ môn Văn Phong. Như vậy, Rodrigo là cầu thủ đầu tiên lập hat-trick trong trận đấu ở V-League 2022. Ngay đầu hiệp 2, đội khách Sài Gòn thay hai người, Xuân Quý và Quốc Việt thay Hữu Sơn, Minh Trung. Lần lượt ở những phút 50 và 68, Nam Định có cơ hội ghi bàn thắng thứ 4 nhưng đã không tận dụng thành công. Cuối trận, hai đội sở hữu thêm một vài tình huống nguy hiểm nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và với kết quả này, đội bóng thành Nam chính thức giành quyền trụ hạng trước một vòng đấu. Trong khi đó, Sài Gòn buộc phải giành chiến thắng ở vòng đấu cuối để có cơ hội ở lại với giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Trên sân Hàng Đẩy, Hà Nội FC có được chiến thắng cách biệt 2-0 trước Hà Tĩnh và chính thức đăng quang ngôi vô địch V-League 2022. Nga nói Ukraine đánh sập cầu trên đập thủy điện. Chính quyền dân Nga bổ nhiệm nói rằng lực lượng Ukraine đã đánh sập cây cầu quan trọng trên đập thủy điện Kakhovskaya ở vùng Kherson. Các cuộc tấn công của Ukraine đã làm sập cây cầu trên đập thủy điện Kakhovskaya. Ông Vladimir Leontiev, thị trưởng của Novaya Kakhovka, nơi đặt nhà máy và đập thủy điện Kakhovskaya, nói với hãng tin TASS hôm ngày 13 tháng 11. Cầu trên đập Kakhovskaya bắc qua sông Dnipro vẫn có thể sửa chữa được, nhưng thị trưởng của Novaya Kakhovka cho hay sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Công nghệ hiện đại có thể giúp sửa chữa cây cầu trên đập Kakhovskaya nhanh hơn. Tất nhiên, sẽ không thể xong trong vài tháng mà có thể mất một năm hoặc lâu hơn, vị trị trưởng Vladimir Leontiev nói thêm. Thời gian gần đây Nga đổ lỗi cho Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào đập thủy điện Kakhovskaya, bao gồm cả việc sửa hệ thống phóng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp. Moscow khẳng định Kiev tấn công địa điểm này với mục đích gây ra lũ lụt lớn ở khu vực Kherson, miền nam Ukraine nhưng đã được Nga sáp nhập vào lãnh thổ của mình hồi tháng 9. Giới chức Ukraine đã bác bỏ những cáo buộc đó, cho rằng chính Nga đã lên kế hoạch phá hủy con đập trong một hoạt động cờ giả. Theo đài RT, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 9 tháng 11 ra lệnh rút quân khỏi thành phố Kherson sang bờ đông sông Dnipro để thiết lập phòng tuyến mới. Mệnh lệnh được Đại tướng Shoigu đưa ra trong cuộc họp với Tổng chỉ huy chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine Sergei Surovikin. Tướng chỉ huy chiến trường Surovikin giải thích đề nghị rút quân để ngăn chặn những cái chết vô ích của binh sĩ và dân thường do lũ lụt có thể xảy ra khi chở đập thủy điện Kakhovskaya.
Bộ Quốc phòng Nga cho hay hơn 30.000 binh sĩ Nga đã di chuyển đến bờ phía đông sông Dnepr, trong khi hơn 115.000 dân thường đã được di dời khỏi Kherson và các khu vực lân cận kể từ giữa tháng 10. Hai tuần trước, việc sơ tán dân thường được Nga mở rộng bên ngoài khu vực Kherson khoảng 15 km, bao gồm cả Novaya Akakovka. Hầu hết trong số 44.000 người dân Novaya Akakovka đã được sơ tán, ông Vladimir Leontiev cho biết và thêm rằng, mọi người bắt đầu rời Novaya Akakovka vài tháng trước trong bối cảnh liên tục chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa từ phía Ukraine. Quyết định rút quân khỏi Kherson của Nga mang lại lợi thế tinh thần cho Ukraine, nhưng Kiev đang phải đối mặt nhiệm vụ khó khăn khác là ổn định nơi đây. Theo AP, Kherson nói riêng và các khu vực khác của Ukraine tiếp tục phải đối mặt với thương vong, thiếu hụt năng lượng và các thiệt hại khác. Nhà điều hành lưới điện thuộc sở hữu nhà nước của Ukraine là Ukrenergo đã thông báo tình trạng mất điện khẩn cấp có thể diễn ra vô thời hạn tại 8 khu vực bao gồm cả thủ đô Kiev. Moscow đã thừa nhận nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa kể từ đầu tháng 10. Hồi tháng trước, các quan chức Ukraine cho biết 40% hệ thống điện của đất nước đã bị hư hại nghiêm trọng. Tạm giữ gã đàn ông cầm cây cổ đánh chết phụ nữ trong khách sạn. Công an tỉnh Cà Mau đã tạm giữ người đàn ông cầm cây cổ đánh một phụ nữ trong khách sạn đến tử vong. Chiều ngày 13 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Văn Xuân, 56 tuổi, ngụ thành phố Cà Mau để điều tra hành vi giết người. Ông Xuân là nghi phạm đánh đập giả mang người phụ nữ trong khách sạn ở thành phố Cà Mau đến tử vong. Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 11, ông Xuân cùng chị NTT, 39 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, huyện Nam Căn đến một khách sạn ở phường 5, thành phố Cà Mau và được nhân viên bố trí phòng ở tầng 3. Đến khoảng 8 giờ ngày 10 tháng 11, nhân viên dọn phòng khách sạn nghe tiếng cự cãi trong phòng của ông Xuân nên đến gần. Lúc này, nhân viên thấy chị T từ trong phòng bò ra ngoài hành lang, trên người có nhiều vết thương. Còn ông Xuân cầm cây cổ chân ghế với vẻ mặt hung hăng. Nhân viên dọn phòng hoảng sợ, bỏ chạy xuống tầng trệt tri hô. Theo điều tra, trong lúc đánh đập chị T, ông Xuân gọi điện thoại cho con trai để thông báo vụ việc. Con trai của ông Xuân cùng người bạn nhanh chóng đến hiện trường can ngăn. Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, ông Xuân cầm cây cổ đánh liên tục vào tay, chân, đầu của chị T ngay tại lối đi của khách sạn. Đánh nạn nhân được một lúc, ông ta dừng lại ngồi nghỉ, sau đó bật dậy đánh tiếp. Bác sĩ bệnh viện đa khoa Cà Mau cho biết, chị T bị đa chấn thương, thương tích khắp cơ thể, các vết thương rất nặng và tử vong. Bệnh nhân bị nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu. Cơ thể bệnh nhân đầy các vết thương, bác sĩ nói. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Theo tìm hiểu, 9 năm trước chồng chị T mất do bệnh, để lại hai con 15 và 12 tuổi. Còn ông Xuân ly thân vợ, khoảng 2 năm nay, ông Xuân và chị T quen nhau. Người đàn ông này thường xuyên lui tới gia đình chị nợ chơi. Lời khai về quyền lực ngầm của Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Khi cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai báo cáo việc xin vốn sẽ gặp khó khăn. Lúc này, cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành nói, để anh liên hệ với Nhàn và hỗ trợ việc xin vốn từ Trung ương. Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan, ông Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, khai đã biết, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vào đầu năm 2010, qua giới thiệu của ông Trần Đình Thành, khi đó là bí thư tỉnh ủy Đồng Nai. Ông Vũ biết bà Nhàn có mối quan hệ lớn, thường xuyên giao tiếp với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Theo lời khai của ông Vũ, bà Nhàn là người chủ động liên hệ với bị can để đặt vấn đề tham gia dự án xây dựng mới bệnh viện, hỏi các thông tin về dự án, kế hoạch đấu thầu, mức đầu tư, các mặt hàng. Đồng thời bà Nhàn đã giới thiệu, giao phó tổng giám đốc công ty AIC Hoàng Thị Thúy Nga trực tiếp làm việc với bệnh viện để công ty AIC chủ động tham gia cung cấp thiết bị y tế cho dự án. Tháng 6 năm 2010, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai chuẩn bị bổ sung vốn đầu tư trang thiết bị y tế vào dự án. Lúc này, cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành điện cho ông Vũ mời ăn trưa cùng bà Nga. Tại buổi gặp mặt đó, ông Thành đã giới thiệu và đề nghị ông Vũ tạo điều kiện giúp cho công ty AIC trúng thầu các gói thầu trang thiết bị y tế tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai do công ty AIC là công ty lớn, có mối quan hệ rộng, có công trong việc xin vốn phần thiết bị y tế cho bệnh viện. Khi được ông Thành chỉ đạo như trên, ông Vũ đã chấp hành. Kết luận điều tra cho thấy, ông Vũ có vai trò là giám đốc bệnh viện, đại diện chủ đầu tư, là người trực tiếp được giao quản lý dự án, trực tiếp ký lựa chọn nhà thầu. Và vì ông Vũ đã tạo điều kiện cho công ty AIC được trúng 16 gói thầu, bà Nhàn đã chỉ đạo phó tổng giám đốc công ty AIC Trần Mạnh Hà 6 lần chi 14,8 tỷ đồng cho ông Vũ để cảm ơn. Trong vụ án này, bà Bồ Ngọc Thu, cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai từ 2005 đến 2015 có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của sở. Bà Thu còn phụ trách trực tiếp công tác kế hoạch phân bổ nguồn vốn, thẩm định dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu. Ngoài ra, bị can còn là thành viên ban chỉ đạo công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai từ khi khởi công dự án cho đến khi dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng. Cơ quan điều tra xác định, bà Thu đã ký vào hai tờ trình để ông Đinh Quốc Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ra quyết định phê duyệt dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và quyết định duyệt lại dự án.
bổ sung thêm phần chi phí thiết bị với số tiền hơn 756 tỷ đồng, nâng tổng mức đầu tư lên 1.904,3 tỷ đồng trái quy định. Thời điểm tháng 6 năm 2010, trước khi phê duyệt bổ sung chi phí thiết bị cho dự án, bà Thu báo cáo việc xin vốn sẽ gặp khó khăn. Lúc này, cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành nói để anh liên hệ với nhà và hỗ trợ việc xin vốn từ Trung ương. Sau đó, việc xin vốn diễn ra thuận lợi và công ty AIC được tỉnh tạo điều kiện là đơn vị trúng thầu cung cấp phần trang thiết bị cho dự án khi tổ chức đấu thầu. Sẽ tiếp tục điều tra làm rõ. Theo lời khai của bà Thu, cụ thể bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và lãnh đạo tỉnh tác động như thế nào lên Trung ương để xin vốn thuận lợi thì bị can không biết. Kết quả xác minh, thu thập tài liệu tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính cho thấy, dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã được bố trí 336,315 tỷ đồng, cao hơn 69,477 tỷ đồng so với quy định. Do công ty AIC trúng thầu nhiều dự án có liên quan đến việc phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương nên để đảm bảo điều tra, kết luận tổng thể các dự án có liên quan. Cơ quan điều tra Bộ Công an tách phần điều tra xác minh liên quan đến phân bổ, sử dụng vốn, quyết toán nguồn vốn ngân sách Trung ương để điều tra xác minh, làm rõ xử lý sau. Lệnh người lời khai nghi phạm. We'll be right back.